Hơn 400 triệu nhân dân tệ được đầu tư để xây dựng khu biệt thự dành cho người dân, được sinh sống và sử dụng điện, nước miễn phí. Cứ bước vài bước là sẽ thấy một chiếc siêu xe có giá trị từ vài tỷ đến vài chục tỷ. Ngước lên trời ta còn có thể thấy chuyên cơ hạng sang bay qua bay lại, và thậm chí người dân còn được phát cổ tức, vàng bạc đều đặn hàng năm. Tài khoản ngân hàng ít nhất 250.000 đô la, còn được sử dụng dịch vụ y tế, giáo dục mà không tốn một đồng nào. Khi mới nghe qua thôi thì không ít người phải trầm trồ kinh ngạc với những đặc quyền của cư dân sống trong ngôi làng này. Số ít lại không thể tin và thắc mắc rằng người dân ở đó làm gì mà được hưởng những lợi thế hơn người như vậy. Trong video này, hãy cùng tìm hiểu về nơi được gọi là làng tỷ phú, giàu bậc nhất thế giới. Một thiên đường có thật mà ai cũng muốn đặt chân đến. Sống trong một biệt thự phong cách châu Âu, tài khoản ngân hàng ít nhất là 250.000 đô la với dịch vụ y tế, giáo dục miễn phí là những đặc quyền của cư dân sống trong ngôi làng giàu nhất Trung Quốc. Mức lương bình quân đầu người hàng năm tại ngôi làng giàu nhất Trung Quốc này gần gấp 42 lần thu nhập bình quân đầu người của nông dân cả nước và gấp 13 lần bình quân đầu người của cư dân thành thị thời điểm đó. Làng Hoa Tây có tổng diện tích khoảng 96 ha, thuộc phía đông của Trung Quốc, được mệnh danh là ngôi làng giàu nhất của đất nước tỷ dân này. Ngôi làng này thuộc thành phố Jiangyin của tỉnh Giang Tô, nơi ven biển được biết tới với nguồn tài nguyên nông nghiệp dồi dào và cảnh quan đặc sắc. Nằm cách thành phố Thượng Hải chừng 2 giờ lái xe về hướng Tây Bắc, Cố Bí thư Đảng ủy Hoa Tây, ông Hu Renbao, là người có công đầu trong công cuộc xây dựng ngôi làng trở nên giàu có. Hoa Tây xưa kia vốn là một ngôi làng nhỏ bé, nhưng đã vươn mình trỗi dậy, thay đổi toàn diện diện mạo và trở thành một khu đô thị hiện đại. Vào thời điểm cuối những năm 60 của thế kỷ trước, Hoa Tây là một ngôi làng hẻo lánh, bần hàn và được mệnh danh là làng ngủ với dân số 576 nhân khẩu. Tài sản chung chỉ có khoảng 1.800 tệ, tương đương là 240 đô. Thế nhưng nắm bắt được cơ hội phát triển ngành công nghiệp sắt thép, tập đoàn Hoa Tây nhanh chóng sở hữu hơn 100 công ty gồm nhiều lĩnh vực như là sắt thép, kim loại màu, thuốc lá và bất động sản. Cho đến hơn 40 năm sau, không ai ngờ rằng Hoa Tây lột xác trở thành một phiên bản mới với tên gọi là làng tỷ phú, với nhân khẩu lên tới 36.000 người và tổng tài sản chung là hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Từ những người nông dân nghèo khổ, chân lấm tay bùn, nhà cửa tạm bợ, mỗi gia đình ở Hoa Tây sau 4 thập kỷ đã sở hữu ít nhất là một ngôi biệt thự sang trọng nằm trong khuôn viên cây xanh, hai chiếc xe hơi và sương sương 250.000 đô la Mỹ trong ngân hàng. Con số này gấp 42 lần thu nhập trung bình của một nông dân và gấp 13 lần mức lương bình quân của cư dân thành thị ở Trung Quốc thời điểm năm 2004. Vào năm 2011, vừa kỷ niệm 50 năm thành lập làng, vừa đã thể hiện sức mạnh kinh tế, ngôi làng mạnh tay chi ra 3 tỷ nhân dân tệ, xây tòa nhà chọc trời 74 tầng của riêng mình. Công trình ấn tượng này thậm chí còn cao hơn cả tháp Eiffel ở Paris hơn 4m, cao hơn 18m so với tháp trung tâm London. Từ mô hình hợp tác xã ban đầu, thì Hoa Tây thay ra đổi thịt, trở thành một tập đoàn kinh tế vững mạnh và có mặt trên thị trường chứng khoán. Trong đó, tập thể nắm cổ phần chi phối, cá nhân mua cổ phiếu hưởng hoa hồng. Thu nhập chính của người dân Hoa Tây chính là tiền lương, phúc lợi và hoa hồng. Cổ tức của dân làng của tập đoàn Hoa Tây được trả một phần bằng tiền mặt, một phần được tái đầu tư vào các xí nghiệp của làng. Tính ra mỗi gia đình của làng đều đầu tư rất nhiều tỷ đồng vào các công ty, xí nghiệp sản xuất thuộc tập đoàn Hoa Tây. Phần lớn nông dân đã trở thành những ông chủ của các doanh nghiệp, công ty, các tập đoàn làm ăn phát đạt trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề không chỉ ở Giang Tô và nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc nữa. 1/3 thu nhập của dân làng đến từ ngành sắt thép. Ngôi làng này nhập khẩu nguyên liệu từ Ấn Độ và Brazil, sau đó xuất khẩu sản phẩm tới hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới. Thế nhưng để đổi lại mức sống giàu có dư giả này, người dân đều phải làm việc ở những công xưởng trong làng 7 ngày một tuần và hầu như không có kỳ nghỉ. Có lẽ nhiều người thắc mắc rằng người dân Hoa Tây giàu thật, nhưng lấy đâu ra thời gian đi du lịch đây? Để giải đáp cho câu hỏi này, những người đứng đầu ngôi làng đã mang cả thế giới về đây để người dân không cần đi đâu xa vẫn có thể chiêm ngưỡng. Bằng cách đó, họ đã xây dựng công viên World Park, nơi nổi tiếng với việc copy các biểu tượng nổi tiếng thế giới, từ tượng nữ thần tự do ở Mỹ cho đến khải hoàn môn của Pháp và Lý Trường Thành hay là Tử Cấm Thành. Một bảo tàng trưng bày 800 di tích cổ được thiết kế giống với bảo tàng cung điện hàng đầu ở Trung Quốc. Tuy phải đi làm vất vả 7 ngày mỗi tuần ở nhà máy, nhưng bù lại đa số người dân trong làng đều sở hữu ít nhất một ngôi nhà, một xe hơi và tài khoản ngân hàng trị giá từ 6 triệu tệ, tương đương với 20 tỷ đồng trở lên. Thậm chí trong làng có hơn 800 chiếc ô tô còn mới và một loạt xe du lịch dùng nhiên liệu sạch để cấp miễn phí cho dân làng và khách du lịch.
Biểu tượng sự thịnh vượng của Hoa Tây còn phải kể tới khách sạn quốc tế 5 sao Long Wish, gồm 826 phòng với 16 phòng kiểu tổng thống và một phòng tổng thống cấp vàng, được xây dựng ở khu vực trung tâm của làng. Trong khuôn viên khách sạn có biểu tượng trân trọng, có biểu tượng châu trọng lượng là 1 tấn, trị giá 43,5 triệu đô. Nhờ đó làng thu hút nguồn lợi không nhỏ từ du lịch. Ngoài hai ngành chính là thép và dệt may, thì ngành du lịch cũng giúp cho người dân hái ra tiền, thậm chí là nhiều tiền tại Hoa Tây. Bởi mỗi năm có hơn 2,5 triệu khách du lịch đổ tới ngôi làng bí ẩn này để cố tìm hiểu xem vì sao làng này lại thành công và giàu có đến vậy. Hoa Tây được xây dựng theo một quy hoạch khoa học với sự kết hợp hết sức nhuần nhuyễn giữa hiện đại và truyền thống, đem lại cảm giác vừa gần gũi, thân thiện với môi trường, vừa hợp lý và tiện nghi. Ngôi làng nhỏ nhưng giá trị của nó lại không hề nhỏ một chút nào. Hoa Tây có hệ thống đường giao thông hiện đại, hệ thống điện thắp sáng vô cùng hợp lý, khu giao thông tĩnh với hàng nghìn chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền bậc nhất xếp ngay ngắn theo hàng theo lối, khu vui chơi giải trí như một tổ hợp thể thao văn hóa, hồ sinh thái trung tâm được xây dựng theo mô hình nghỉ dưỡng của những cung vua phủ chúa truyền thống, những tòa nhà chung cư, trường học, bệnh viện, khách sạn, trung tâm thương mại, ngân hàng, văn phòng hay tập đoàn sản xuất cao hàng chục tầng mọc san sát nhau và ẩn hiện giữa màu sắc rực rỡ của hoa cảnh cùng với cây xanh là những ngôi biệt thự nhiều kiểu dáng của dân thôn. Trên tầng 60 của tòa nhà chọc trời còn có một bức tượng lớn của một con bò được chế tác từ một tấn vàng nguyên chất để thể hiện sự giàu có của ngôi làng. Trải qua hơn 5 thập kỷ đến nay, ngôi làng Hoa Tây vẫn là một trong những nơi sinh sống của cộng đồng giàu có, bí ẩn và gây tranh cãi nhất Trung Quốc. Làng Hoa Tây từ lâu được xem là một hình mẫu thoát nghèo và tiến lên giàu có, là ước mơ của rất nhiều người Trung Quốc. Người ta nói nhập tịch Hoa Tây còn khó hơn nhập tịch Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ngôi làng này không giống với bất cứ làng nào ở Trung Quốc. Thế nhưng, khi một gia đình chuyển đến làng, chính quyền sẽ tặng xe và thậm chí là dùng máy bay trực thăng như taxi để đi lại. Hầu hết người trưởng thành trong làng đều có biết lái ô tô, rất nhiều người biết lái thuyền và gần đây còn rộ lên mốt là học lái máy bay. Họ sử dụng những chiếc xe sang trọng của các thương hiệu nổi tiếng như là Mercedes, Cadillac, BMW. Ngoài ra họ được hưởng nền giáo dục y tế miễn phí và thậm chí còn được miễn phí cả dầu ăn. Và tất nhiên, những món hời từ trên trời rơi xuống sẽ không thể là của mình. Họ sẽ mất tất cả nếu rời làng. Ghé thăm ngôi làng này, du khách sẽ phải ngỡ ngàng khi thấy những dãy biệt thự liền kề cùng chiếc siêu xe đỗ la liệt trên vỉa hè, lọc đường. Sự giàu có và trù phú ở Hoa Tây chắc hẳn sẽ làm nhiều người choáng ngợp. Có thể nói từ một làng nghèo thuần nông, Hoa Tây giờ đã trỗi dậy và lột xác ngoạn mục, biến thành khu phức hợp hàng tỷ đô la Mỹ. Để thăm toàn cảnh ngôi làng thì du khách có thể đi bằng ô tô hoặc giản dị hơn là máy bay lẫn trực thăng. Đứng trên tầng cao của tòa nhà 74 tầng mới được hoàn thành, ngắm nhìn toàn cảnh ngôi làng, 10 du khách thì có đến 9 người muốn được đến đây sống một lần trong đời. Tuy nhiên, làng đại gia sau nhiều năm đang chìm trong nợ nần. Năm 2013, một số nguồn tin cho biết rằng doanh nghiệp thuộc sở hữu của làng này đang làm ăn thua lỗ. Các cổ đông buộc phải tự thuê lại phòng khách sạn ở Long Wish để thúc đẩy nhu cầu trong làng. Chỉ trong 5 năm, tập đoàn Hoa Tây đã nợ khoảng 40 tỷ nhân dân tệ. Doanh nghiệp này đã ghi nhận khoản lỗ đầu tiên từ 390 triệu nhân dân tệ lên thành 435 triệu nhân dân tệ vào năm 2020. Cùng với đó, chỉ những cư dân sống dài hạn ở Hoa Tây mới được nhận nhà và chia cổ tức hàng năm. Nhưng thay vì chia cổ tức như những năm trước, tập đoàn này dường như đã phải phát phiếu giảm giá khách sạn cho người dân. Mặc dù Hoa Tây đã nỗ lực rất nhiều để chuyển mình, sau khi ông Wu Xian lãnh đạo, tập đoàn Hoa Tây đã tìm kiếm những cơ hội mới trong ngành tài chính, tham gia vào các lĩnh vực khác như là ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, giao dịch hợp đồng tương lai và mua cổ phiếu từ nhiều công ty niêm yết qua các nền tảng khác nhau. Do vậy, dựa trên đánh giá về hiệu quả kinh doanh, quá trình chuyển đổi đó của Hoa Tây lại không thành công. Các khoản đầu tư và những ngành mới nổi không thể bù đắp cho những tổn thất phát sinh trong các ngành truyền thống mà còn làm chi phí hoạt động tăng cao. Đến nay, tổng giá trị nợ thực tế của làng Hoa Tây có thể lên tới 30.000 tỷ nhân dân tệ. Và việc tập đoàn Hoa Tây có thể tồn tại bao lâu nữa là một dấu hỏi chấm to đùng. Các bạn nghĩ sao về làng Hoa Tây này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho tôi biết với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.